quay nè, nó là nó mang nửa vòng trái đất, còn là đồ từ thiện không? Đồ từ thiện không có một cái gì hết, còn là đồ từ thiện. Mà họ tới khi tới đây là họ khi được họ lãnh đạo báo cho nó họ là không phải là lỗi, mà cái lỗi của hãng á là ngôn ngữ nó biết cũng chẳng có ra gì hết á. Trước khi mà học lãnh đạo phải học chữ đi. Tại bên này chưa có 3 kg thôi. Tại vì trên hệ thống cô chú bác biết không, trên hệ thống là Việt Nam Airlines báo là nó 23 kg, mà trong khi nó mang hàng từ thiện về đây thì nói là ở trong hệ thống có 20 kg thôi, nó dư một cái vali, mà trong tất cả hành lý của nó là đồ từ thiện. Bây giờ thằng này tới lãnh đạo báo cho nó, tao không có quyền giải quyết cái đó. Hello chào cả nhà nhé. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài này. Chào các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Nó mang 200 kg nha, nghe nha, cả nhà nghe nha. Nó mang 200 kg. Ok. Chào tất cả nhà nhá. Vừa đói quá mà mình muốn nói cái này. Tại vì từ nãy giờ đây. Hello Hạnh Phúc Trần nhá. Hello tất cả mọi người. Chuyện về nhìn thấy ai ở đây thì gì nhá. Chuyện gì vậy chị em? Chuyện là con bé này nó từ Thụy Sĩ nó về Việt Nam, xong bây giờ nó check in là nó cân hành lý để nó đi. Thì theo như là mình nhìn thấy ở trong này á, thì là nó đang check in ở sân bay Việt Nam. Ok, thì người nó gào lên, nó lấy máy hình nó quay lên như các bạn vừa xem ấy, thì nó nói là quá 3 kg, rồi người ta không cho nó mang đi, mà nó mang hàng về Việt Nam để nó từ thiện, đồ không có cái gì cả. Mà các bạn vừa nghe thấy nó nói là cái gì, nó mang 200 kg về Việt Nam để nó từ thiện, rồi từng cái bút chì, rồi từng cái gì đó. Sáng nay mình cũng đã xem qua video này rồi. Yeah. Thì khi mà mình check, mình lên trên mạng mình check xem là hãng bay Vietnam Airlines này họ cho mang bao nhiêu ký. Thì mình thấy ở trong đấy họ nói là từ ngày mùng 1 tháng 8 năm nay là họ sẽ cho thêm 3 ký, có nghĩa là 23 ký. Thì hôm nay mới là tháng 7 thôi. Thì đó là cái mà mình nên mình xem. Và những cái người mà mua vé hạng thương gia ấy, thì được 30 mấy ký.
Thì nhân cái đề tài này thì Nisa cũng lên đây nói để cho tất cả những cái người các bạn mà ở Việt Nam hoặc là ở hải ngoại mà nghe thấy những cái kiểu như thế này là bắt đầu đâm đầu cắm cổ và chửi chửi Việt Nam mà trong khi đó mình chả hiểu cái gì cả đó. Cho nên mình nghĩ là xong nó bảo là cái gì ở trong này nó nói gì quá buồn, nguyên tắc không đúng, cái gì quốc tế nào quốc tế hành lý nào cũng cho 23 cân, chỉ có Việt Nam là 20 cân, khi đi vô nước chuyến bay cho 20 cân, vậy mà là dư rồi. Rồi cái gì đây, cái này nói bậy quá, mình cũng đọc tiếp. Yêu cầu cơ quan nhà nước xử lý nguyên tắc không đúng thật là xấu hổ. Cái gì rất là nhiều người xem và những người mà trong này theo theo Liên Xà đọc thế thì có mấy người người ta nói là tay nhanh hơn não cũng đúng. Em chào anh cậu. Thì nó mới gào lên, nó bảo là chồng nó mang đồ về chắc từng cái gì lấy từng cái quyển sách rồi từng những cái tập vở rồi những cái gì đó để mang về làm từ thiện, nhưng mà quá có một tí thôi mà nó quá 3 cân mà nó không cho mang vào. Thì nói chung là đây bây giờ ở trong này nó chửi chửi người ta rất là ghê và rất là nhiều người chia sẻ những cái này. Thì mình cũng nói cho để cho các bạn biết là khi mà mình mua vé máy bay, bất kể là mình mua ở ngoài agent là cái nơi mà nó bán vé hoặc là mình lên trên mạng mình mua, thì bạn nào Hạnh Phúc Trần muốn lên lát nữa chị bấm chị nói hết cái này rồi chị mời em lên nhé. Thì ở trong khi mà mình mua vé đấy, mình book vé máy bay thì trước khi mình book nó đã bắt mình đọc hết những cái điều lệ luật lệ ở trong cái vé máy bay đó, là phải đóng thuế gì, đóng như thế nào, rồi á, là được bao nhiêu cân, rồi nói chung là trong đấy nó có cái luật lệ hết rồi, đến phải đến trước check in bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi bao nhiêu cái gì nó cũng phải có hết đầu đuôi, các bạn hiểu không? Cho nên là khi mà cái con này á, nó làm ở Mỹ nên như thế này thì nó nói là hãng bay làm như thế rồi ảnh hưởng cái gì đấy, là một con ngu và một con dốt. Và những cái người mà comment mà chửi chửi hãng rồi chửi cái này cái kia thì đúng là tay nhanh hơn não. Đúng không? Chào đồng chí. Chào các đồng chí và các bạn nhé. Lê Sa tổng chào tất cả các bạn, những ai nhìn thấy Lisa ở đây, tại vì nhiều khi mình mãi nói mình không có chào được. Thì mình khi mà bất kể những cái người nào khi mà mình lên mình xem một cái tin tức gì, không nhất thiết là phải tin tức Việt Nam, kể cả nước ngoài hải ngoại đi chăng nữa, các bạn bây giờ nó có cái ông tiên á, ông tiên là Việt Nam gọi là Google đấy, thì mình hoặc là trên mạng mình cứ lên trên đấy mình điều tra đi, mình tìm trước khi mình phán xét bất cứ một cái chuyện gì, đúng không? Khi mà mình thì mình đi rất là nhiều rồi, mình đã đi ra nước này nước kia, mình cũng đi rất là nhiều nơi, thì mình mỗi một cái hãng nó khác nhau chứ không phải hãng nào nó cũng giống nhau. Cho nên trước khi cái lý do mà người ta để ra cái luật, cái rule á, là để cho mình đọc, mình tìm hiểu xem là trước khi mình đi á, mình phải hiểu được là những cái luật lệ ở trong cái hãng bay đó nó như thế nào. Nói cho các bạn nghe là có những cái hãng mình trả tiền đắt tiền lên một tí thì cái phục vụ của nó hay hơn. Có những cái hãng mà mình trả ít tiền đi thì đến đồ ăn ở trên máy bay nó cũng không cho mình ăn nữa. Ok. Mình muốn như là hãng Asia, nếu như mà mình muốn đi cái hãng đấy vé nó rất rẻ đó, nhưng mà cái tiền mà lên trên máy bay mà mình muốn ăn đồ trên máy bay mình phải book trước, mình phải đặt trước
thì nó mới cho mình ăn ở trên máy bay. Ok. Cái thứ hai nữa là đồ hành lý mang đi nó chỉ cho mình xách 7 kg trên tay. Còn nếu như mình muốn gửi hành lý mình phải trả thêm tiền. Đó là lý do tại sao mà cái hãng đó nó rất là rẻ. Vé máy bay rất là rẻ. Đó. Rồi khi mình ví dụ như mình đi cái hãng rẻ đấy đi mà nó không nó bán đồ ăn trên máy bay cho mình. Nhưng mình phải đặt hoặc là mình đặt trước thì nó rẻ hơn. Nhưng mà khi mình lên trên đấy ngồi rồi bắt đầu mình mới bảo tôi muốn mua cái này, tôi muốn mua cái kia thì nó lại đắt hơn. Đó. Cho nên các trước khi mình mua vé bất cứ một cái hãng nào mình cũng phải tìm hiểu cho nó thật kỹ. Thật ra đó, mình lần đầu tiên mình đi mình cũng ú à ú ớ lắm. Mình cứ tưởng là 7 giờ đến đấy thì là 7 giờ. Thấy không? 7 giờ mới vào vào bay thì mình đã check in xong xuôi các thứ rồi, đứa bạn nó đưa mình đi. Nó đưa mình đi. Thì cái mấy chục năm về trước rồi. 20 mấy năm về trước rồi. Thì mình ú, mình ở còn 10 năm phút nữa thôi đi ra uống cà phê. Thế là ba đứa đi ra uống cà phê tại vì mình check in rồi thì cái tên tuổi của mình nó đã ở trong đấy, cần hành lý các thứ rồi thì nó đã ở trong đấy rồi. Cho nên là mình đang ngồi uống cà phê thì còn bao nhiêu mấy phút nữa, mười mấy phút nữa nó bay rồi bắt đầu nó đi tìm mình. Nó gọi xong rồi mày mày tám ấy, mày thóp ấy, mày nói thế là không nghe thấy. Không nghe thấy thế là đến lúc mà mình đi ra ngoài ấy, bắt đầu đấy gần đến giờ rồi mình mới đi ra ngoài thì có bà chạy tới bảo có phải mới đi Singapore bảo đúng không? Chạy theo tao. Thế là mình phải chạy xong rồi bà ấy bảo chứ. Xong mình bảo tôi rất là xin lỗi tại vì tôi đói quá tôi chạy ra kia tôi ăn. Bà ấy không có phải cái cáu nhưng mà cái ngôn ngữ của bà ấy là tức rồi. Bà ấy bảo là một chuyến bay 300 mấy người người ta không có sợ mày bị đói. Cái đó là cái cách nói là người ta tức là người ta trách mình đó. Thì mình biết là cái lỗi đó là lỗi của mình thì mình im lặng thôi, mình chạy theo bà. Tại vì lý do mà người ta đi tìm mình tại vì mình đã check in, mình đã cân hành lý, mình đã lấy vé, lấy các thứ rồi. Mình chỉ việc vào cái chỗ cửa bay là mình lên máy bay là mình bay thôi. Nhưng mà lại còn xí xớn đi ra uống cà phê nữa. Đó. Thì còn những cái người mà người ta đi chậm mà trước đó người ta quy định bao nhiêu tiếng hay là bao nhiêu phút hay là cái gì mình phải trước đó mình phải có mặt ở đó để check in mà mình chưa check in mà đến cái giờ gần bay rồi ấy là mình bị chậm rồi. Chậm là nó không cho mình lên máy bay nữa. Chào đội. Chào tất cả các bạn nhé. Thế rồi có một lần đó, mình mới đi như thế này. Các bạn, đây là mình nói để cho các bạn, tất cả những cái người ở trong nước và ở hải ngoại đấy mà chưa có nhiều kinh nghiệm thì mình nên để ý. Mình đi mua vé máy bay. Thì cái chuyến bay của mình á là 12 giờ 5 phút. Đó, 12 giờ 5 phút thì nó đề là 12 giờ 5 phút của ngày mùng 10. Ví dụ vậy nhá. Thì là 12 giờ 5 phút là nó lại đề là buổi nó không nói rõ cho mình là buổi sáng hay buổi chiều, nó chuyến bay là 12 giờ 5 phút. Qua 5 phút có nghĩa là sang ngày hôm sau rồi, 12 giờ đêm. Thì mình phải ra từ ngày mùng 9 qua 5 phút thì có nghĩa là nó sang ngày mùng 10. Các bạn hiểu không? Cho nên mình cứ nghĩ là ngày mùng 10. Mình cứ nghĩ là cái chuyến bay của mình là ngày mùng 10 là 12 giờ 5 phút là ngày mùng 10. Mình đi mùng 9 mình vẫn đang nằm ngủ ngày mai đi chơi rồi thì hôm nay đi chơi với bạn xong rồi uống cho đẩy tễ vào xong về xỉn ngủ một mạch. À, cái nơi người ta bán vé cho mình người ta mới gọi phone đến người ta bảo mày không ra sân bay à. Mình ngủ ủa tao tưởng tối nay mới đi mà. Đâu mà không phải 12 giờ 5 phút có nghĩa là
đêm qua mày mày phải đi rồi. Thế là đấy, đây là một cái kinh nghiệm nhá. Thế xong rồi mình bảo thế bây giờ làm sao? Thì cái người bán vé, cái người này, ấy Trần ấy, cái người mà dịch vụ, người ta bảo tao đâu có biết đâu. Thế xong rồi nó trêu nó, nhưng mà về sau nó nói là thôi tối nay mày cầm cầm vé ra sân bay đi. Thì cái lỗi là do cái người bán vé cho mình, người ta không dặn mình đó, cho nên mình cũng bị sai. Mới lại cái hơn nữa, cái hãng máy bay mình đi nó là hãng đắt tiền, cho nên khi mình trả tiền cho nó thì cái đó nó cũng bị trễ chuyến bay hay là cái gì nó chịu trách nhiệm nữa. Thế là ngày hôm sau mình mới bay, mình mới bay thì không phải trả thêm một cái đồng gì hết đó. Đúng rồi, vụ này là hay lộn nhất. Đúng rồi, bạn nào mà hay đi là đều biết cái này. Cho nên là khi mà vào cái 12 giờ đêm hay là cái gì á, mình phải nhìn cho thật kỹ để mình đi ra trước đó. Còn cái chuyện hành lý á, là bất cứ ở một cái nước nào cũng vậy thôi các bạn. Khi mà mình quá quá cái cân của mình á, thì nó sẽ nói mình phải bỏ ra. Bỏ ra, nếu mà mình quá mấy ký thì mình bỏ ra những cái gì mà mình không cần thiết thì mình bỏ ra. Chẳng hạn như là cái lần đó thì con gái mình, mấy đứa trẻ nó ở đây này, nó mua giày, mua dép rất là đắt tiền. Thì nó không đi. Nó không đi thì mình hôm ấy mình về Việt Nam, những cái đôi giày cao mà hơn 100 đô một đôi, mà nó nhiều những cái đôi mà nó hãy còn mắc ở trong, hãy còn giá nó chưa thèm đi nữa. Thì mang một đống. Thế xong cái đến khi mà mình vào mình check in á, mình cân á, thì nó bảo mày quá cân rồi, mày phải bỏ ra. Thế là mình lại đi ra, mình bỏ nôi hết cái đống giày đấy ra, tính ra phải hơn 1.000 đồng đôi à, cái chỗ giày đó. Giày nó rất là nhiều mà toàn đôi đẹp thì mình mới tiếc mà. Cái mình tiếc của giời, mình bảo thôi mang về Việt Nam xem có ai đi thì đi, ai ai mang vừa thì đi thì lấy. Đến khi mình ra mình vứt hết ra thùng rác ấy. Thế xong rồi mình lại quay lại mình cân đồ thì nó đủ đủ thế cái con mũ ấy. À xong mình bảo mày biết tao vứt hàng hơn 1.000 đô tiền tiền giày đi không? Đâu mày mày quay lại đi, mày đi ra ra mày lấy mày mang cho tao đó. Đó là một cái à, cái gì đúng ra là phải ghi 24 giờ 5 phút. Ừ, cái đấy hay 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 lộn xộn lắm. Là cái người bán vé người ta phải phải chú ý, người ta nhắc nhở mình nữa. Nên là mời đồng chí Lợi Minh lên để đồng chí Lợi Minh cho cái bọn kia một trận. Thế xong rồi á, mình lại mang một chai rượu thì mình lại đi mình để vào cái sách tay á, cái túi sách tay á. Thế là nó không cho mình mang lên. Nếu mà mình mang những cái đồ gì mà mình đút ở trong cái túi sách tay của mình á mà quá 200 ml, những cái chất lỏng này, nước này, rồi những cái cream này, những cái gì mà chất lỏng á, là không được quá 200 ml. Thì mình mang một chai rượu đi, mình lại đi mình để vào cái, mình cũng không, tại vì không đọc kỹ đó, cho nên là mình mới để vào trong cái túi xách tay. Thì cái chai rượu đó mình tính mình mang đi làm quà, mấy trăm đô cái chai đó. Thì hôm đó cái đứa bạn nó mẹ mang mình, nó chở mình ra đó, tại vì nó làm gần đó thì nó tiện, nó chở mình ra đó. Thế cuối cùng mình mới gửi hành lý đi rồi, thì còn cái chai rượu đáng nhẽ phải đút vào trong cái vali gửi đi, nhưng mà mình lại không đút vào đó, mình lại đi mình để vào trong cái túi xách tay của mình. Thế là cái túi xách tay nó bỏ mày không được cầm rượu đi. Thế cuối cùng đưa cho đứa bạn, bảo thôi mày mang về mày bạt mày uống đi cho tao. Ủa sao không mời được đồng chí Lợi Minh lên này? Đang mời. Thì đây đấy các bạn thấy con khốn nạn này nó đã ngu rồi, nó phải còn khoe cái ngu của nó lên cho mọi người nghe nữa. Xong nó bảo là cái thằng chồng nó mang cái gì mang 200 kg cái gì về về để từ thiện.
từ thiện hay không là đấy cái chuyện của mình chỉ được phép mang những cái từng đấy tiền đi, à, những từng đấy đồ hàng hóa đi thôi. Ok, mời rồi đó mà không biết tại sao không được nhá đồng chí nhá. Lý do tại sao thì bring camera on rồi. Đó. Hello đồng chí, khỏe không? Hello, chào đồng chí Lisa Vũ, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Nhờ ông bác và đảng Lại Minh rất là khỏe. Nhất là mỗi lần thấy đồng chí Lisa Vũ like Vũ là rất là nha, đúng vui. Rồi không? Khoảng rồi, này bây giờ á, đang khoảng ngồi này đánh nói dần hoài à. Từ hồi nãy giờ cứ ngồi đánh dần suốt, sợ ngồi lên quên. Tại vì bị con Ly xà phạm nó dí hồi lúc hổng cho nên bị ám ảnh hoài, cho nên bây giờ mỗi lần mà thấy đồng chí Ly xà Vũ á là phải ngồi Ly xà Vũ, Ly xà Vũ, không phải Ly xà phạm nha, cái này không phải. Hứa với lòng là chắc chắn luôn, mắc cười lắm. nói nói chứ nói về vấn đề mà bà con kiều bào mà mỗi lần về quê hương mà xách hành lý á, là những cái chuyện anh chị các bạn như là Lisa nãy giờ kể đó, lại mình chứng kiến nhiều cái chuyện ngồi cười ra nước mắt luôn á. Nhất là những người mà họ họ không thích cái chế độ mà họ vẫn phải cố gắng, họ lê lết họ đi về kìa, về tới mà gần tới sân bay á, anh chị các bạn biết sân bay mà hàng hàng hay là sân bay Đài Loan á, vui họ làm mắc cười lắm, họ làm mắc cười, mình ngồi nhiều lúc mình cười đau bụng luôn á, mình họ làm tức cười lắm kìa, nó vô duyên mà nó nhiều cái nó kỳ cục lắm. Giống như là lâu rồi bây giờ về họ làm họ tạo nét tụi bé ngồi mình ngồi mắc cười lắm, tại Lại Minh đi hoài anh chị có bạn không. Còn nói về cái vấn đề hành lý, nhiều lúc Lại Minh nói với anh chị có bạn Lại Minh chửi lộn với mấy cái người mà ở nước ngoài mà đi xách hành lý về ngoài phi trường không biết bao nhiêu lần, mình đứng mình tức. Họ về họ xách vali hải quan ở bên Mỹ á, các bạn biết bây giờ họ xài bằng thùng giấy, tại vì để đặng nó họ đem được nhiều đồ, họ lấy thùng giấy họ đóng băng keo lại, cho nên hải quan Mỹ nó rọc hết, các bạn biết, nó rọc xong rồi nó bỏ giấy vô đó là chúng tôi đã kiểm tra hành lý của bạn về vấn đề an ninh của nước Mỹ, mà vô tới Việt Nam nó quăng hả là nó bị bể, tại nó dán đâu kỹ đâu, về hả là mấy ổng mấy bả chửi người ta, mấy người bốc vác hả đứng chửi tội luôn kìa, không người nào dám lên tiếng hết. Mình nhiều lúc đang tức quá lôi đầu á, làm gì chửi người ta dưới vậy, tại sao không coi lại coi cái đồ của mình nó bị ai rọc, người ta vác ngoài kia vô rất là cực khổ, máy bay nó bay từ ở bên Mỹ nó bay về tới Việt Nam, hành lý của mấy quý vị đâu có ai mà gánh đâu, gánh ở không đâu, người ta làm cực khổ gì không thấy người ta dục lên như vậy sao, trời nắng trời nôi vậy mà còn chửi người ta. Mấy thằng mà ở ngoài mà thị trường của Việt Nam á, nó kêu anh ơi thôi đi anh đừng có nói quá, tụi em đây mặc dù không dám nói nhưng mà anh nói nó vừa vừa, có nhiều thằng nó biết mình, nó lại nó cũng năn nỉ, nó kêu thôi anh đừng có nói nữa, nhiều lúc tức lắm kia, mà tội nghiệp mấy người mà đó, tại người ta đó vô đó người ta làm anh chị các bạn, mấy nhiều khi chúng ta cũng phải chạy chọt bỏ tiền ra đặng vô làm, họ đâu dám nói đâu, ngay cả mấy cái thằng mà làm cho mấy cái hãng máy bay của Đài Loan hay năm hàng mấy hãng máy bay của nước ngoài á, hàng xuống đó người ta tại vì muốn vô đó làm cũng cũng rất là khó, họ không dám nói, lại cái biên viết mà cái gì chửi người ta thấy tội nữa, nhiều lúc lại mình chửi lộn với người đó hơi nhiều lần luôn á, nhiều lúc mình thấy tội nghiệp họ lắm, tại vô Việt Nam rồi cứ đổ đổ thừa mấy người trong nước là gọc vali ăn cắp đồ, nói đồ của mấy quý vị bị ở nước ngoài người ta nó gọc hải quan nó gọc để làm nó kiểm, mà cái về trong này đổ thừa người trong nước không à, tại vì không có cách nào người trong nước mà người ta gọc ra được hết trơn á, các bạn biết ở Mỹ nó túc bất cứ những hành lý gì đi ra khỏi nước Mỹ sau cái vụ mà 911 á, cái biến cố 911 á là thằng Mỹ nó quán xuyến về về hành lý gửi đi ra khỏi nước nó rất là chặt chẽ, tất cả mọi thứ từ cọng dây nịt cái đôi giày đôi dép cái gì dính trong người là nó bắt lấy rồi hết, các bạn biết đó, hồi xưa nó chỉ đi qua cái máy nó gà bằng cái X-ray thôi, bây giờ nó dùng cái máy quang tuyến nó gọi thấy thấy cả hết người luôn á, cho nó chỉ các bạn thấy đó, mình chui vô cái lồng đó
cái nó quay 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 là nó chụp nguyên cái người mình hơn, mình làm để cái gì là nó thấy hết luôn đó, các bạn biết. Rồi nó còn gà lại nữa, nó kỹ lắm tại ngày xưa ấy, là mình đi ra đi vào chỉ có nó chỉ có giả bằng giống như là đi qua cái x-ray đấy. Đúng rồi, x-ray đơn giản thôi à, mình đi qua vậy thôi. Vừa rồi lên sao mấy tháng, 2 tháng trước lên sao đi ấy, là nó cầm cái cây á, nó bắt mình giơ hết tay lên, bỏ hết túi ra, nó cầm lên giơ, nó xà từ đầu đến chân mình xem nó có cái thuốc phiện không á, nó có bệnh kiến. Đó. Bây giờ nó ghê lắm. Rồi bây giờ nó kỹ lắm, nó kỹ lắm. Sau cái biến cố 911 á, thằng Mỹ với toàn nhiều quốc gia nó rất là kỹ. Vấn đề an ninh của nó bị đặt bom đồ trên máy bay á. Rồi những cái vấn đề an ninh của quốc gia này nó, nhất là thằng Mỹ nó kỹ dã man. Mỗi lần các bạn biết đi vô phi trường của nó cực ơi là cực. Đi ra trước ra ngoài phi trường nó là phải ngồi đợi ít nhất là 4 tiếng đồng hồ, nếu mà đi quốc tế á, phải đợi phải vô đó chờ đi trước 4 tiếng đồng hồ. Còn đi chạy đi mà 1-2 tiếng lạng quạng trễ á. Tại nó không ship hàng. Xếp hàng là nó đã mang chó ra người rồi. Nó có chó mang nghiệp chó. Vụ của nó. Mang chó ra người rồi. Xong rồi những cái người ta làm ở đó là người ta nhìn nét mặt của từng người một. Đúng rồi. Ngay cả đúng mình rồi. Chân ra khỏi cái khoang máy bay một cái là nó đã nhìn mặt mình rồi. Rồi khi mà đi trên máy bay có một nhiều khi Lê Sảo rất là thích xem những cái border nó giống như là nhập khẩu rồi nhập cảnh rồi này kia các thứ, xem mấy cái đấy rất là hay để cho mình có được thêm cái kiến thức, thêm cái kinh nghiệm, đúng không? Mình bên đợi mình như mình đi du lịch mình không thích đem một cái gì hết á. cực lắm bây giờ đi phi trường Mỹ rồi á, cực giá mang luôn. Đi mà anh chị các bạn biết xách hành lý mà tay á, túi xách chú mang á, đi cực ơi là cực. Ông nhất là Mỹ, dài, dép, dây nịt, đồ cái gì thì cũng bắt bỏ ra hết. Điện thoại bật cắt, bật lẹ gì móc ra hết, không có chợ ở gì hết trơn á. Tất cả cái gì dính trong người là bắt lấy ra hết. Nó cực lắm, nói chung đi người ta bây giờ phải gọn. Nước đồ mang theo mà ví dụ như mình nó cho mình chỉ bao nhiêu ml thôi, mình đem vượt quá là nó dục hết. Xà bông rồi mình bỏ trong túi xách đồ mà vượt mức cái 20 ml của nó là nó lấy nó dục hết. Kem đánh răng đồ cũng vậy. Cái gì nó cũng phải nhỏ gọn, nó không cho lớn, không có đồ kim loại. Tại vì nó bị vụ đặt bom dép á, có kỳ đó nó cũng bị, thành ra nó kỹ lắm, nói chung nó rất là kỹ, hột quẹt nó cũng cho mang nữa. Thành ra với lại anh chị các bạn biết mà ngộ nha, đi về phi trường Mỹ á, mỗi lần mình đi về tới lót á là nó bắt mình phải ra đó là mình vô hải quan Mỹ gì là đồ tất cả hành lý gì phải lấy ra hết để đặng nó kiểm. Mà các bạn biết về đó mỗi lần mà lại mình chờ lấy hành lý đó, những cái đồ của Việt Nam mình nó về tới đó hả, nó bể, có cái nó bể tơi bời luôn. Mà không người nào dám hó hé một tiếng chửi tôi hải quan Mỹ hết. Không dám hó hé luôn. Mình thấy bởi nhiều cái mình đi đi về về thường xuyên á, mình về tới Việt Nam thấy nhiều người mấy tay mà nó hơi cực đoan á. Mà chửi người ta thấy tội luôn. Khi tôi hỏi vậy dở ra coi mất cái gì trong đó. Hồi lúc trước nó lên mạng đó kìa. Các bạn biết nó live stream nó nói về Việt Nam hải quan nó đổ thừa. Hải quan Việt Nam gọc vali rồi ăn cắp ăn đồ của nó lên. Tôi nói mở mấy quý tôi vô đó tôi cũng có vô tôi tranh luận nó, cái hành lý của quý vị là bị mở bên Mỹ, tại vì nó đi suốt đoạn đường dài vậy á, những qua cái chặn máy bay vậy á, nó dục vô máy bay nó ém dữ lắm, cho nên nó tức nó bể thôi, tại vì tụi hải quan Mỹ khi nó dán là nó có dán kỹ, về Việt Nam nó banh bọng hết, mà các bạn biết bằng thùng giấy mà làm sao chịu nổi. Ngày xưa đó nó cho mỗi một người đi mà phi đi là được 170 pound. Các bạn biết sao cái vụ 911 rồi đó là nó không nó hạ xuống còn có 50 pound rồi. Cho nên ai cũng đi về Việt Nam các bạn biết á, người nào cũng xách, cái gì cũng xách hết trơn á. Cái gì cũng xách. Có nhiều lúc tôi vô cái trường Việt Nam á các bạn tội nghiệp lắm kìa. Tội nghiệp mấy ông hải quan như là mấy đứa mà nó xét cổng á, nhiều quá đi. Bắt đầu kia nó mở ra rồi bắt đầu năn nỉ rồi bắt đầu
bắt đầu hối lộ bắt đầu lên mạng chụp hình, bắt đầu lên mạng chửi bị chú bóc mẻ hoài gì, và về mang cái giống gì cũng mang, có nhiều người mang, không có bạn biết về đồ xài bên Mỹ cũ rồi hết xài sách về bán, bị hải quan nó đâu có cho mình đem vô nhiều như vậy, mà hải muốn qua được thì móc tiền ra cho người ta xong rồi lên mạng chửi, hỏi chứ như vậy có công bằng không, cho người ta xong rồi lên mạng chửi. Tôi nói người ta chỉ cho mình cái số lượng bao nhiêu thôi, đồ hàng quá không vậy, mình mang vào giờ Việt Nam cái gì mình cũng mang được một cái iPad, một cái iPhone, một cái gì cũng được một cái hết, nhưng mà mình mang hơn không, mà mình mang vượt mức không à, thì bắt đầu mình hối lộ người ta rồi lên mạng chửi kỳ cục vậy. Và mấy thằng chống cộng đó, nhất là mấy thằng chống cộng cực đoan, các bạn biết hồi lúc trước Lại Minh chơi mấy diễn đàn khác vô đó chửi, bị Lại Minh chửi lại hoài, bóc mẹ nó, tại mình đi về hoài mình biết, vô tới phi trường hải quan nó mới có hỏi sao đi chơi vui không, đi về thăm nhà, mình đứng kia nó bắt đầu nó đứng kia nó chuẩn bị hồi nó vô phải bỏ vô cái passport. Tôi nói không có cần đâu anh ơi, người ta chỉ đâu có cần tiền của mấy anh đâu, mấy anh cho người ta xong rồi vài bữa mấy anh lên mạng mấy anh chửi người ta, người ta có cần đâu, chứ ngồi nhìn thấy Việt Nam thì nó không dám đụng, nó không dám hiếp mình thôi, phải không? Thế về tới Việt Nam mà nó không dám hiếp, nhiều lúc mắc cười lắm. Ngay cả mấy đứa trẻ trẻ nó cũng nói lại, nó anh ơi không cần đâu anh ơi, tại vì mình cho người ta thôi. Sang Thái nó nói là nó để ở cái quầy kiểm tra passport ấy, nó nói là no tip please. Ừ. Đấy. Không cho tiền. Cho xong rồi mà mấy thằng chống cộng đó, nó về nó cũng về, nó cho xong lên mạng kia các bạn biết. Nó chửi, nó lấy cái cớ nó chửi, ôi thôi. Nhiều thằng mấy thằng chống cộng ở ở hải ngoại, nhiều thằng nó kỳ cục lắm. Ở Mỹ thì nó vô, các bạn biết vô hải quan Mỹ nó khó lắm. Cái nào một là một, hai là hai à. Còn hải quan Việt Nam người ta mới hỏi cái là mình sai mà lật đật bỏ vô 5, 10, 20. Nhiều lúc mắc cười các bạn. Cho xong rồi tức chửi. Cái là những Việt kiều ở bên này là có những người ta hiểu thì không nói nên sợ không nói đến những cái đó. Nhiều người á đã không biết nhưng lại hay giả họng. Như cái con này này, nó đi nó mang xong bắt đầu nó quay ra, nó thầm chồng nó là người Tây, nó kệ nó thầm chồng nó là người Tây, cho nên nó to mồm, nó lấy máy ra nó quay rồi nó bảo người ta thế này thế nọ thế kia. Các bạn nên các bạn xem cái clip này, cái thằng này từ Thụy Sĩ về là nó quay ra nó chửi người ta như thế. Xong nó bảo là đưa lên để cho quốc tế người ta nhìn, người ta cười. Nó cười vào mặt cái con ngu này này. Ừ, đúng rồi. Hồi lúc trước á, cái trên cái cộng đồng mạng mà Lợi Minh tham gia một xã hội không phải Facebook á, nhiều mấy đứa mà chống cộng nó lên, nó cũng về nó len lỏi, nó về xong rồi nó thâu rồi nó lên mạng, bắt đầu nó xiên tạc, nhiều lúc chửi lộn tụi nó suốt. Nó ai biểu mày mang quá quy định rồi, giờ mày lên mày chửi mày khóc. À, nhiều bà nhiều ông cũng vậy, về mua cả nồi cơm điện mắc cười lắm, tại Việt Nam nó rẻ. Nhiều lúc mình cười ra nước mắt luôn á, anh chị em các bạn biết á. Mang đi sang Úc này mang cả cái con gì nhỉ, con gì, con giống con cua đồng mà cho vào lọ mà muối á. Bạc khí à? Đây. Xong bạc khí á. Nó cầm lên nó cho xem, rồi mang cả cá khô thì xong rồi nó ruồi nó đẻ vào đó, xong nó có mấy con bọ đấy, xong rồi nó bảo là mày nhìn nhá, đây có đem ra thịt chó luôn á. Các bạn cái đấy mới là cái nhục, cái đấy mới là họ đem cá thịt chó luôn á chị các bạn, mình lắc đầu luôn á. Cái đó mới là làm xấu cái đấy. Dân Việt Kiều nói riêng và nói chung là người Việt Nam nói chung, tại vì khi mình sang đây cái gì cũng có hết, ở xốp tàu ghê thiếu cái gì cũng có, mình ăn đắt một tí mình đỡ phải khôn tưng đấy về làm cái gì, mang những cái đấy về làm cái gì. Mà
anh chị các bạn biết đem đồ thực phẩm mà nhiều như vậy đó, ngay cả cái thằng mà máy bay nó cũng có cái quy định là mình mang những cái hàng mà thực phẩm nó đòi hỏi phải có đóng mạc, rồi phải có kiểm định mà người ta đóng mạc đồ đâu có đó đàng hoàng. Nhiều khi mình lên máy bay trên Bali mà mình đem, tôi nói đem mắm đem đồ rồi, lỡ gì khi nó dục nó thấy nó bể nó thúi sao thúi, mà mình thì cứ cố gắng mình đem, rồi mình hối lộ, mình cái năng nỉ hối lộ cái người hải quan người ta kiểm, hối lộ cho bằng được để đặng đem. Mà hỏi bạn chứ đi vô nhiều khi đem rồi nó có nhiều cái chuyện tắc chắc mà người ta không cho phép, mình cố vậy, cố tình như vậy, rồi xong rồi cũng lên mạng rồi chửi người ta nhiều cái. Đúng rồi, cười lắm. Mình nên quay lại hoặc là mình nên nói những cái trường hợp như thế nào, những cái thái độ mất lịch sự của những cái người phục vụ, mình nên nói. Cái đó như thì là... mình phản đối cái đó. Yeah. Mà người ta cũng giải thích nha, người ta cũng giải thích cho mình mấy anh chị đem như vậy, nhiều khi mà là qua hải quan rồi lên máy bay rồi máy bay của tôi nói của China Airlines hay là của Korea Airlines, người ta sẽ nói tại sao mấy hải quan của mấy anh quản lý làm sao mà để đồ ăn nó lên máy bay nó bể đổ như thế này, lúc đó người ta cũng bị la, người ta cũng coi thường Việt Nam, tại sao mấy anh quản lý không có đúng theo cái luật pháp gì hết đấy, thành ra cũng khổ nhiều cái trường hợp, cười ra nước mắt. Tôi nói anh chị các bạn, tôi đi cả mười mấy năm nay đi về nhiều cái chuyện ngồi cười ra nước mắt, nhiều lúc chưa biết ngồi cười ra nó buồn cười lắm. Mà trong cái người Việt cũng nó chửi về vấn đề nói chung nó không có lỗi, nó cứ đửa thừa, nó đửa thừa mà hải quan rồi hối lộ ăn cái này kia đồ ngoài phi trường Việt Nam, người ta làm việc đàng hoàng lắm chứ các bạn, ta làm việc rất đàng hoàng. Mọi người phải nên nhớ một câu là trước khi mình muốn giống như là làm một cái chuyện gì đó, chẳng hạn như là complain là gì, là cái gì nào, phàn nàn á, cái vụ gì đó thì mình nên hiểu biết xem cái chuyện đó mình làm đã đúng chưa đã, rồi mình mới đi gì người ta, mình nói người ta. Chẳng hạn như là bây giờ, như là hôm nào nên xả có kể câu chuyện là mình đi ra cái bà, cái bái, cái thái độ của bái không tốt đó, thì mình biết rằng cái luật ở Úc này là những cái người bán hàng là phải vui vẻ niềm nở, không có cái kiểu như là bức xúc hay là những cái gì đối với cái người khách hàng. Mình là người khách hàng, mình có cái quyền lợi của người khách hàng thì Lê xả mới mắng cái bà đó. Chứ nếu mà mình không biết được ở đây nó có cái luật như thế thì mình không bao giờ mình dám nói. Nó có luật hết trơn à. Trước khi mình nó có luật lệ trơn. Mình phải hiểu được là mình ở cái vị thế nào và mình có đúng chưa. Đúng không? Mình mang đồ đúng hành lý, mình đến check in đúng giờ hay là bất cứ một cái gì, không ai làm phiền được mình hết. Chính xác. Thật ra nếu mà nói như Lisa và Vũ nói đó, mình đi du lịch là mình chỉ mang quần áo, ví dụ quà cáp một chút nào đó thôi. Còn đằng này hỏi anh chị các bạn, máy móc, đồ cũ, đồ đạc, cái gì cũng nhét vô á. Nhét vô khiên cho về cho được trong Việt Nam, mà hỏi chứ vô trong hải quan Việt Nam người ta thấy mấy cái đồ đó thì khi hỏi, bây giờ mình Việt Nam dễ dãi quá để tuồn những cái hàng nó vô trong nước, số lượng mà kiều bào mà về cái gì tuồn vô như vậy cũng nguy hiểm đến vấn đề kinh tế thị trường Việt Nam lắm chứ không phải giỡn đâu, giống như mang rác vào vậy đó, nguy hiểm cực kỳ luôn. Thành ra chẳng đứng lại thì mấy ông mà chống phá đất nước đó, lại xuyên tạc bảo rằng là bên Việt Nam hối lộ này kia, ngòn ơi cũng khổ tâm. Tôi thấy nhiều khi tôi đi phi trường Việt Nam, tôi thấy mấy người mà các bạn biết, những người mà ta bóc giác Việt Nam vậy nữa, người ta bóc giác thì mình cho người ta tiền thiếp. Ở bên Mỹ, tôi nói anh chị các bạn, ngay cả chiếc xe đẩy $5 lại lấy được xe đẩy đó, không có xe đẩy đó, đẩy chết bà cố, đẩy tay của cái vali của mình tự đẩy. Còn mà muốn lấy cái xe của nó để đẩy phải bỏ vô $5. Còn mà cái người mà nó phục vụ cho mình, nó trả nó $20. Nói cho anh chị các bạn biết, trả nó $20 nó mới làm, nó mới kéo đồ cho mình. Thì về Việt Nam người ta làm mình cái lòng nhân ái của mình thì mình thấy mình cho người ta $5, $10 thì mình không cho là thôi, người ta cũng đâu có đòi hỏi đâu.
mà hãy cho xong bắt đầu về lên mạng bắt đầu xuyên tạc chửi bới, nói là Việt Nam vô bắt hối lộ này kia nhiều cái. Thật bỏ ra tay. Theo Lisa đi rất là nhiều lần thì Lisa phải nói là có những cái trường hợp nó tỏ thái độ để cho cái người du lịch đấy, người khách á, người như là người Việt Nam mình về Việt Nam đấy, nó ngày xưa đó, nó tỏ cái thái độ đấy để cho cái người mình tự động đút hối lộ cho nó. Có chứ không phải là không. Ví dụ cái năm đó là xem là mười mấy hai chục năm về trước, bao nhiêu năm ấy, lâu lắm rồi. Hồi đó xa về cả nhà thì mình có cái tật là chuyên môn đuổi máy bay chuyên môn đuổi máy bay. Thế thì khi về Việt Nam thì cũng check in các thứ hành lý rồi thì cũng bị ở Việt Nam đi tìm mình, đi ra thì bắt đầu kêu mình đi nhanh lên, đi vào trong thì bắt đầu cái thằng mà nó check cái passport ấy, thì cái người nhân viên mà cầm cái passport của mình ấy, để đưa cho cái người đó để đóng cái dấu để cho mình đi lên máy bay ấy, thì cái thằng ấy nó nằm lên đấy, nó gác chân lên, nó như kiểu đó đang ngủ ấy. Thế xong cái người nhân viên bảo anh nhanh lên, không máy bay đến giờ bay rồi. Nó đâu phải lỗi của tôi đâu. Xong nó từ từ nó, đó là cái thái độ mà mình cần nên nói, đúng không? Cần nên nói để làm gì? Để cho cái người mà người ta làm những cái công chuyện như thế, ta phục vụ tốt hơn, người lãnh đạo, nó bớt người quan liêu, mình tốt hơn. Đó là những cái trường hợp mà mình có chứ không phải là không có. Mà có những thì nó cũng có những cái người họ quan liêu. Nó biết được cái tâm lý của cái người Việt kiều về Việt Nam, cho nên nó tỏ thái độ thì mình sợ quá, mình sợ thì mình cũng đưa tiền cho nó. Hoặc là cái hôm mà lên xà đi Thái Lan ấy, từ ở hotel đi ra sân bay mình đã trả tiền ở tiền taxi ở hotel rồi, đến nó chạy đến nửa đường nó đòi tiền mình lần nữa. Thế là ông xã mình, ông ấy ngồi đằng trước, ông bảo tại sao tao phải đưa cho mày. Thế là xong bắt đầu mình mở luôn cái phone của mình ra để chuẩn bị thằng này mà bố láo một cái nào, mình gọi cho cảnh sát luôn, mình tìm luôn cái số phone của cảnh sát này kia các thứ. Thế là bắt đầu ông xã ông cứng với nó, thế nó ô ông xã không sao. Cuối cùng vào đến sân bay, ông xã mình ông gọi luôn cho cái hotel đấy, ông nói cho cái hotel đấy biết là cái thằng taxi như thế đó, cho nó đuổi việc mấy thằng đó mình. Ở đâu cũng có những cái chuyện con người ta gian tham, người ta muốn làm tiền, chứ không nhất thiết phải ở Việt Nam đâu các bạn đó. Đúng không? Cho nên thì nói chuyện phi trường rồi những cái luật lệ thì chia sẻ nghe Lisa chia sẻ lại mình vô cũng bổ sung thêm thì thôi giờ bên này tối lại mình xin xuống diễn đàn nha. Lisa mời người kế tiếp đi. Bên này 11:10 rồi. Gần 12:00 à, 11:10 đêm rồi. Bên này tối khuya. Xin chào Lisa Vũ nha, chào anh chị các bạn nha. Okay, bye bye. Cảm ơn đồng chí ông khác đã gặp. Rồi, chào đồng chí Lisa. Nói chung là Lisa cũng hiểu được là cái tâm lý của người mang những cái quà ở Việt Nam về cho bạn bè này kia các thứ thì mình hiểu được cái chuyện đó. Thế nhưng mà mình phải hiểu được là cái sự rắc rối khi mà mình mang về đến đây như thế nào không. Mình mang đồ ăn vào trong trong cái nước mình như là mình nói mình đang ở Úc này, nó không cho mang đồ ăn, nó không cho mang hoa quả, nhất là hoa quả nó không cho mang vào, không cho mang vào, mà nó cho mang nhưng mà mình phải khai là mình có mang đồ ăn vào. Nói hoa quả là nó không cho mang vào tuyệt đối, kể cả những cái đồ mà bằng gỗ, đồ giống như là cái đồ điêu khắc hay là cái gì bằng gỗ là nó kiểm tra rất là kỹ đó. Nó sợ là mình mang những cái đấy vào nó có những cái côn trùng
ở trong những cái đó rồi nó sẽ lây sang cái đất nước này của nó. Cho nên mình đi đâu á, mình cũng phải tìm hiểu cho kỹ luật đi. Đương nhiên đôi lúc mình cũng sơ suất chứ không phải là không sơ suất. Đó. Là người mà ai cũng sơ suất, nhưng mà mình phải tìm hiểu xem mình làm có đúng không. Đã gọi là quá, người ta dùng cái cân để nắm gì? Ở sân bay người ta có cái cân để nắm gì? Để cân hành lý. Nếu mà anh mà quá hành lý thì ok, anh muốn gửi thì anh bỏ thêm tiền vào. Mỗi một cân là người ta đánh bao nhiêu tiền đó, mình phải bỏ tiền ra mình trả. Đừng có cãi. Cãi cái gì không cãi, cãi ngu. Này, đã là luật thì làm gì có tình ở trong đó. Đây này, à, Việt Nam thế này thế kia, xong rồi gào ầm lên. Em chào chị Nê, chào Vũ, chào tất cả các cô chú anh chị em trên diễn đàn. Chào em Nguyễn Ngọc Lan nhé, chào tất cả các bạn. Qua tới cái gì Mỹ nó thấy ra cái gì ba thì xác định bị phạt nghèo luôn á. Có một cái bà mang đồ ăn sang đây xong bắt đầu bị phạt xong bà ấy ngồi đấy bà ấy cãi nhau với cái người nhân viên đấy. Thế xong rồi người nhân viên người ta bảo bà muốn ra khỏi sân bay này thì bà phải chịu phạt tiền. Nếu mà bà không phạt tiền bà thích thì bà cứ ngồi đó. Thế là bà ấy ngồi đó mấy tiếng đồng hồ. Bà ấy nhất định bà không trả tiền. Cuối cùng cảnh sát nó vào nó lôi bà đi. Mà bà ấy vẫn phải trả tiền. Bà ấy bảo chứ tao nghèo, tao già rồi, mày biết tao bao nhiêu tuổi không? Nhưng tao già rồi tao phải đóng tiền nhà, tiền này tiền kia nữa. Mày phạt tao như thế tao lấy tiền đâu tao trả. Cái chuyện đấy không phải là cái chuyện bà già là già, nhưng mà bà làm sai thì bà phải lột phạt. Ngồi đấy hình như 5 tiếng hay 7 tiếng gì ấy. Bà nhất định bà không trả, không chịu chịu lột phạt. Cuối cùng cảnh sát nó vào khuôn bà đi. Rồi cái gì bọn hải ngoại, bọn diệt kiều ấy. Cái bọn không phải bọn Việt Kiều mà bọn Diệt Kiều ấy. Cái bọn chống cộng rồi chuyên môn xuyên tạc ấy, nó nói là cái gì passport, cái gì quyền lực, cái này cái kia, nó chế nhạo Việt Nam ấy. Quyền lực hay không quyền lực, nó cũng phải có luật pháp của nó. Đi vào nước người ta là phải xếp hàng. Nó bảo là cầm passport của Việt Nam là bị nhục, phải xếp hàng riêng ra một chỗ. Đấy là một cái sự ngu xuẩn. Đó. Mình đi đến bất cứ một cái sân bay nào á, nó có cái hàng chữ là cái gì passport của nước sở tại và nước ngoài phải đứng riêng ra, chứ không phải là do mình cầm passport người Việt Nam mình phải đứng riêng ra một chỗ, không phải như vậy. Hiểu chưa? Mấy cái thằng già ngu. Không có nhiều thằng trẻ cũng ngu nữa. Mấy cái thằng mới qua đây xong bắt đầu chả hiểu cái con mẹ gì xong nên rồi tôi cầm passport của Việt Nam tôi cảm thấy xấu hổ mới này cái kia. Hạnh Phúc Trần đâu rồi, Hạnh Phúc Trần ơi, cứ nãy em chào chị, chào em nhé Nguyễn Ngọc Lan, chào tất cả các bạn nhé. Đó, cho nên cái con này nó cái con ở bên Thụy Sĩ đấy, nó mang về xong nó bảo là nó quay lên nó bảo là nó đồ từ thiện, mang từng cái bút chì từng cái tập vở một, cuối cùng cái thằng chồng nó bỏ ra toàn quần áo cũ thôi. Mà cái thứ hai nữa là mình muốn nói này này, ví dụ như lời nó nói nó mang đồ từ Thụy Sĩ về Việt Nam để nó làm từ thiện thì nó cân hành lý, nó check in ở bên Thụy Sĩ đó, thì Thụy Sĩ cho nó bao nhiêu cân rồi cho nó đi như thế nào là người ta đã giải quyết từ ở bên Thụy Sĩ rồi, ok. Còn đây là nó đang check in ở tại sân bay Việt Nam, có nghĩa là nó đang check in để nó đi bay về Thụy Sĩ, thì không có lý do gì mà nó nói là nó nói là nó mang sang đây để nó từ thiện. Từ thiện cái gì, từ thiện ở đâu, các bạn hiểu không? Hiểu lý sao nói không? Tại vì
Nó khi nó đã sang Việt Nam rồi thì nó không có cần hành lý nữa, mà người ta chỉ xuống máy bay một cái là người ta đi ra cái chỗ cái khâu mà lấy hành lý đấy, là người ta xách hành lý ra để mà qua những cái cửa quan rồi là kiểm tra rồi này kia các thứ, là nó đi vào Việt Nam thôi. Còn đây là nó đang cân ở ở sân bay của Việt Nam, thì có nghĩa là nó từ Việt Nam nó đang làm thủ tục để nó bay ra sang Thụy Sĩ. Xong rồi nó nhiều người ở trên đây này nói lung tung chả hiểu cái gì cả, xong rồi quay ra chửi lãnh đạo liên quan gì đến mấy cái này, mấy cái này là cái luật của cái công ty mà máy bay này, đi mỗi một cái hãng máy bay nó đều làm khác hết, nó không có hãng nào mà giống nhau cả. Muốn mang nhiều hành lý thì mua cái hãng thương gia đấy, mấy ngàn đô một vé đấy mà đi. Chào chị Nhi, chào Vũ, mọi người chào em nhé. Vũ Sáng. Chào Vương. Tha Nhi. Rồi cho các bạn xem cái. Em chào chị, chào Tám Phạm. Có mỗi một cái luật pháp ở một cái nước nó khác nhau các bạn nhé, không phải nước nào nó cũng giống nước nào mà hãng nào nó cũng giống hãng nào đâu, hãng máy bay mỗi hãng nó cũng một khác luôn. Hoặc là mình đi về Việt Nam hoặc sang bất cứ một nước nào á, mình cũng phải để ý. Ví dụ như cái lần đấy mình có mang một ít cream, cái kem bôi mặt này mang về Việt Nam, mình khi mình mua ở đây giá trị bao nhiêu tiền mình giữ luôn cái hóa đơn đó, để khi mà cần ấy người ta hỏi mình là cái đồ này giá trị bao nhiêu thì mình có luôn cái hóa đơn ấy mình đưa cho người ta. Tại vì mình mang qua hải quan cái số lượng hàng hóa hoặc tiền á mà là đồ mới, hay là chẳng hạn như là kim cương nhẫn vàng này, cái trị giá của nó cho có giới hạn thôi. Nếu mà quá cái giá trị bao nhiêu ấy là nó bắt mình phải phải khai. Mình không khai có nghĩa là mình buôn lậu rồi. Ví dụ như mình mà mình được phép mang 30 cân về Việt Nam đúng không? Hoặc 20 cân về Việt Nam. Bây giờ mình cho vào trong cái vali đấy là 20 cân vàng. Ok, mình bê về Việt Nam. Có được không? Đương nhiên là không được rồi. Đó là một cái mà mình so sánh rất là thực tế, tại vì cái quần áo người những cái gì của mình, đồ dùng dụng cụ cũ hay là cái gì đó thì không nói làm gì, nhưng mà mình mang một cái lượng hàng hóa mà cái giá trị nó rất là lớn thì mình phải khai báo. Không lẽ mình bỏ tôi cái bọn này nó như cái kiểu cái đầu óc của nó như cái kiểu là được phép mang 20 cân thì mình nhét 20 cân tiền vào chẳng hạn, hay là 20 cân vàng hay là 20 cân kim cương gì đó ví dụ vậy là cũng được. Mày cho tao mang 20 cân vào mà tại sao mày mày bắt tao mày phạt tao chẳng hạn đấy, mình lấy ví dụ vậy. Có nghĩa là cái đầu óc của họ nó là như vậy, nghĩa là mà tao được mang 20 cân thì tao cứ mang 20 cân, còn tao mang cái gì không cần biết. Đó là cái lần mà cái con tiệm vàng nào nó mang một đống vàng về xong rồi nó bảo nó bị bắt á, khai báo hải quan. Mình vào sân bay là mình phải khai rồi đó, tiền là không mà không được mang quá 10.000 đô, là mình mang ra khỏi Úc này quá 10.000 đô là nó bắt mình phải khai đó. Ví dụ như là mình mang 10.000 một đồng là mình phải khai nhá, đừng có nói là một đồng không sao đâu, mình có 10.000 mình có một thêm một đồng nữa, 10.000 một đồng là mình phải khai rồi, nhớ là như vậy. Đừng có nghĩ là một đồng không sao đâu, không không sao, nếu mà nó cho qua thì ok nó cho qua, mà nó không cho qua là nó bắt cái gì gọi là quá, một đồng cũng là quá rồi. Ví dụ như ở đây cũng vậy, đóng thuế nè 28.000 thì không phải đóng thuế, 28.000 một đồng thì cái một đồng đấy nó đánh bao nhiêu tiền thuế, bao nhiêu phần trăm tiền thuế là nó tính ra, là mình phải cái một đồng cái giới hạn của quá đó là mình phải đóng đó.
Cho nên là cái người Việt Nam mình á, cứ đọc một cái sao không không cho cái này cái kia, có một tí thôi rồi lấy cái này cái kia. Trên một chuyến bay có hơn 300 người đó, hoặc dưới 300 người đi, mỗi người thêm một tí thì cái máy bay ấy nó thành ra bao nhiêu? Chào người đẹp như sao vụ. Cái nãy bạn nào nói về cái vụ cái gì, nói về cái gì cháy rừng ở Hà Tĩnh mà bọn nó còn rêu rao là do cộng sản đốt để bán đất cho tàu. Thế vậy mà một đống con nhang ủng hộ, thế mới biết bọn nó xuyên tạc đến mức nào. Ôi trời ơi, đúng là cái bọn đấy, ai mà nghe cái bọn đấy là chết sớm. À, nó bảo nó yêu cây, yêu rừng, yêu núi, rồi yêu này yêu kia. Thế cái bọn Mỹ nó mang chất độc da cam ra, nó giết chết hết cây cối, sao không thấy đứa nào biểu tình hả? Rồi nó bỏ bom, bỏ viết, rồi phá hết rừng núi, nó chặt cây, chặt cối, sao không thấy ai biểu tình? Rồi khi mà nó phố cái gì Formosa nó ô nhiễm môi trường, nó ô nhiễm môi trường, tại sao nó cái vụ chất độc da cam nó không biểu tình mà nó quay ra nó nói là Việt Nam mà dựng nên, cái chất đấy nó không có bị làm sao cả, rồi nó dựng lên thì các bạn nghĩ nó là cái loại gì? Nhất là cái vụ mà chất độc da cam đấy. Sao không thấy chúng nó biểu tình? Nếu mà chúng nó biểu tình đi thì cái người dân Việt Nam người ta cũng có cái lòng tin đối với chúng nó. Để mình mở cái này ra để cho các bạn xem. Đây. Shit. Đây nói về cái vụ dioxin. Xem cái này mình muốn chửi bố chúng nó lên. Anh ta đi làm du kích, anh ta đi theo cách mạng và đây ra ngoài rừng cho nên bị trúng cái cách mạng màu da cam. Thì đó là năm nhân chứng bên phía đây đây, xem cái con này mấy em, con này nó nói này. Rồi có dốc. Con này cái giọng nó cũng hay lắm nhưng mà con come on. Trên mạng xã hội trong ngày của Việt Lai. Đây. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục bình luận thời sự của chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết sự thật về màn kịch chất độc da cam được đăng tải trên trang Việt Nam Sử liệu vào ngày 28 tháng 9. Nó bảo là đi ăn xin. Và những bộ đội Bắc Việt còn rêu rao những điệp khúc của rít mình là nạn nhân của dioxin do Mỹ ngụy rải. Các trang báo và đài truyền hình mỗi năm rêu rao tuyên truyền cho mọi người dân Việt Nam. Họ càng rêu rao thì họ lại càng thua kiện trước tòa án quốc tế. Vậy là lý do gì? Hãy cùng nhau giải tỏa một số điều sau. Trước hết là vào bài viết, chúng ta không phủ định việc dioxin là không có hại và Mỹ sử dụng vũ khí hóa chất là sai. Đây là thông tin để đối chứng và khi có ai đó hay người nào nói về sự kiện này, xin hãy lấy bài này mà chia sẻ. Trước hết, điều đơn giản và dễ hiểu là khi bạn bị đâm thì bạn thưa thằng đâm bạn hay là thưa thằng bán dao. Như vậy tại sao không thưa chính phủ Mỹ hay Bộ Quốc phòng Mỹ mà lại thưa công ty hóa chất? Có gì đó khá khuất tất mà không thưa ngay thằng cầm con dao mà cứ đè thằng bán dao ra mà thưa? Hay là vì một thỏa thuận nào đó khi thiết lập băng dao với chú Sam? Thứ nhất, dioxin có gây quái thai hay không? Xin trả lời, trên thế giới có rất nhiều nước bị nhiễm độc. Ok, trả lời cho nó cái đoạn này.
Tại sao nó nói là tại sao không 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 thưa cái người bán dao à, cái gì cầm dao mà lại đi thưa cái người bán dao, nói cho cái lũ khốn nạn, cái lũ súc vật bao que xỏ lá chống cộng chúng mày biết này, khi mà chúng mày cái lũ Việt Nam Cộng Hòa chúng mày cầm quyền á, thì có phải là cái thời gian đó chúng mày cầm quyền cái lũ Việt Nam Cộng Hòa không? Ai là người ký giấy để cho bọn Việt Nam à, bọn bọn Mỹ nó mang chất độc da cam vào nó giải xuống Việt Nam? Có phải cái lũ lũ khốn nạn Việt Nam Cộng Hòa chúng mày không? Ok, nói đến cái vụ này là nên giờ lên cơn rồi, đúng không? Khi mà mình thuê một cái nhà nào đó mình ở, ví dụ như nhà mình đây người ta mang cái đồ gì vào trong nhà mình thì người ta phải được quyền của mình mở cửa cho nó vào thì nó mới mang được vào trong nhà mình chứ, đúng không? Thế bây giờ tại sao mà không không kiện cái thằng nó bán dao à cầm dao? Tại vì cái thằng cầm dao nó chết rồi. Ok, nó chết rồi. Nên bây giờ người ta phải kiện cái thằng bán dao đó. Cái bọn Việt Nam Cộng Hòa nó chết rồi, còn đâu mà kiện. Phải lôi nó ở dưới mồ lôi lên để kiện nó về chất độc da cam à? Đó, nếu đúng là phải kiện cái bọn mà lãnh đạo cầm quyền đấy, nó cho bọn Mỹ mang chất độc da cam vào, đứa nào rước cái bọn Mỹ mang giải chất độc da cam. Bọn Việt Nam Cộng Hòa, cái chế độ của nó giúp cái bọn kia vào cho nó được quyền nó giải chất độc da cam. Ok, nhưng cái bọn đấy nó bây giờ nó chết rồi, làm sao người Việt có thể mà kiện được nó? Giờ mỗi mỗi nó từ ở dưới đất mỗi lên à, mỗi nôi đào mồ cốt mả nó lên để kiện à, không có cái luật gì kiện được nó cả. Thì bây giờ người ta phải kiện cái thằng mà làm ra cái chất độc đó. Ok, thế cái công ty ở Mỹ đấy nó làm ra cái chất độc đó thì người Việt phải tìm cách để kiện chúng nó. Kiện chúng nó thì trên tòa nó nói là cái thời gian đó chúng tôi làm ăn cái xưởng chúng tôi sản xuất ra cái chất này đất tại nước Mỹ mà nước Mỹ cho phép chúng tôi không có phạm vào luật. Thì bây giờ mình thua là cái chắc rồi, đúng không? Tại vì nó làm trên đất Mỹ mà đất Mỹ cho phép nó làm cái chất độc đó và bọn Mỹ lấy cái chất độc đó mang đi. Thì bây giờ nó được quyền làm ở trên đất Mỹ, nó đâu có liên quan gì đến cái việc đấy đâu. Nhưng mà bọn này nó nói là cái chất độc đấy nó không bị độc, không bị hại, nhưng tại sao cái bọn lính Mỹ lại được để bồi thường? Đó là cái lý do tại sao người ta không kiện cái thằng cầm dao mà lại đi kiện cái thằng bán dao, tại vì cái thằng cầm dao nó chết rồi, hiểu chưa? Người ta phải tìm cách để người ta cố gắng người ta kiện cái thằng cái công ty của bọn Mỹ đấy để người ta kiếm tiền bồi thường cho những cái người mang chất độc da cam. Ba tộc cộng rắn cắn gà nhà, chính xác lý giả vũ đó. Mỗi lần mình nói đến cái chuyện này mình rất là tức mấy cái bọn này, bọn khốn nạn này. Tại vì các bạn cứ tưởng tượng những cái người mà bị cái chất độc da cam ấy, người ta khổ như thế nào, bao nhiêu đời rồi chứ không phải một đời nữa. Mà chúng nó nói là Việt Nam là đi ăn xin, là dioxin, là đi ăn xin. Thế những cái người ta bị những cái bệnh đấy ở đâu nhiều? Ở trong miền Nam nhiều, đúng không? Những cái người miền Bắc ấy mà bị ấy, chỉ là những cái người đi đi vào Nam ấy xong đi qua cái vùng đấy đã bị. Mà đến bây giờ những cái người mà đi đi đánh giặc, đi đánh Mỹ mà cái thời đấy đi vào bị ảnh hưởng, đến bây giờ người ta vẫn được trợ cấp của chính phủ nhá. Chào Lê Đức Thành. Tại sao nó đền bù cho lính Mỹ mà không đền cho dân Việt Nam? Hại vãi. Thế đó, đó là cái lý do mà tại sao mà cái bọn nó làm cho cái bọn chống cộng ở Việt Nam phải chống dân Việt Nam. Nó chống như thế thì nó mới có lý do để nó không bồi thường
chiến tranh Việt Nam nó thiệt hại cho người Việt Nam ở Việt Nam, các bạn biết không? Cái mà nó làm cho cái lũ chống cộng đi sang hải ngoại mà chống đối lại Việt Nam đó là một cái lý do giống như là cái thời thằng Ngô Đình Diệm ấy xé cái hiệp định Geneva, là nó cũng dùng cái thằng Ngô Đình Diệm làm những cái chuyện như thế, chứ nó đâu có quyền xé đâu, đúng không? Nên nó bảo là ô cái người dân Việt Nam người ta không muốn, người ta không có là tuân theo cái luật lệ, không tuân theo cái hiệp định đó. Thế là nó dùng cái thằng Ngô Đình Diệm, nó dùng cái chế độ đó để nó xé cái hiệp định đó đi. Nó không tuân thủ theo cái hiệp định đó. Đúng không? Rõ ràng hai năm sau là phải tổng tuyển cử. Mà nó lại nói là nó không tin cộng sản, nó không chịu tổng tuyển cử. Xong rồi bây giờ nó cứ suốt ngày nó kêu gọi, nó bắt là phải lấy dân. Mà cái thằng Ngô Đình Diệm ai bầu nó lên? Hả? Nó tranh cử với cái thằng chó chết nào? Hả? Mấy cái thằng ba que sò lá đâu? Nói đến bọn này là muốn chửi nó rồi. Chào tất cả các bạn nhé. Đó. Nó bảo là tại sao không kiện cái thằng cầm dao. Cái thằng cầm dao nó chết con mẹ, cái lũ Việt Nam Cộng Hòa chúng mày chết nhăn răng ra rồi đâu nữa mà người ta kiện. Kiện làm sao? Kiện như thế nào? Cái chế độ của nó co giò nó chạy đi rồi. Kiện ai? Kiện thằng nào? Bây giờ cho thằng nào lên nhận là cái gì thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa là đâm đơn kiện nó luôn đi. Đó. Đó là làm đơn kiện nó là với cái tội là cho Mỹ vào giải chất độc da cam rồi phá rừng, phá này kia các thứ để giết hại người dân Việt Nam. Giờ nó chạy sang Mỹ. Cái lũ chống cộng ấy, nó được bọn Mỹ nó bao bọc cho để nó chống lại dân Việt Nam, để nó không phải mất cái tiền bồi thường chiến tranh cho người Việt Nam. Đó, trong khi nó cũng có quyền lợi, tại chúng nó cũng là người lính. Bây giờ nó bị bệnh, trong những cái bệnh mà cái gì, bệnh tiểu đường, bệnh da, bệnh gì đó, nó có bao nhiêu loại bệnh nó liệt kê ra trong đó, mà nó cũng là lính của Mỹ chứ. Đang live stream. Đang lên mạng nói chuyện. Có cơm đấy bạn. Sao mua nắm mì đấy? Con này nó nói là cái gì chất độc da cam là người Việt Nam đi ăn xin. Dioxin là đi ăn xin. Đang... Người đẹp mà không còn cái gì để mà nói. Đấy. Nói đấy là bọn ba que làm trò. Đúng rồi. Thì bây giờ người ta không kiện tìm cách để người ta kiện cái hãng chất độc đấy thì nó kiện ai? Kiện bọn Việt Nam Cộng Hòa nó chết rồi, nó đâu có sống nữa đâu. Mà kiện, đúng không? Ok, nói đến đây thôi nhé các bạn. Phải đi nấu cơm đi. Mình đang ăn mà... nấu cơm lên ăn, chúng nó về cho nó ăn. Nói chung ba sọc vẫn là lũ thất bại. Yeah, chúng nó bỏ nước, chúng nó chạy, nó cho không đất nước cho cộng sản. Xong bây giờ nó lại nói là cộng sản bán nước cho tàu. À, tại sao chúng nó không ở lại, chúng nó đấu tranh đi. Rồi cái vụ như ở Hồng Kông kìa, cái luật dẫn độ đấy. Dẫn độ là gì? Dẫn độ là khi những cái người mà giống như là làm phạm pháp ấy, ở nước người ta ấy, thì phải dẫn độ về. Chẳng hạn như là người Việt Nam chạy làm phạm pháp chạy sang Mỹ hay Mỹ chạy sang Việt Nam chẳng hạn như thế, thì người ta không có cách nào người ta vào, người ta dẫn về để xử, thì người ta phải có cái hiệp định, cái ký kết với lại cái nước đó để người ta dẫn cái người kia về để về xử. Thì Hồng Kông nó cũng vậy thôi. Nhưng mà nó thổi phồng nên là lý do tại sao? Là tại vì cái đằng sau cái dân Hồng Kông ấy có bọn Mỹ ở trong đó. Nó đang đánh nhau với Trung Quốc mà.
Ok, vậy đi nha các bạn. Phát sau nói tiếp.